Không chỉ người lớn mới có những câu lạc bộ xe mà cả trẻ con cũng có những câu lạc bộ xe vô cùng chuyên nghiệp như quý vị đang thấy đây. Và đây là sân chơi không chỉ giúp cho các bé vừa rèn luyện sức khỏe, sự tự tin mà đặc biệt còn giúp cho các bé tránh xa những trò chơi điện tử và thiết bị điện tử gây hại. Và đó là câu chuyện về câu lạc bộ xe nhí mà chúng ta sẽ kể sau chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức mới nhất về xe trong nước và quốc tế. Để kích cầu thị trường ô tô trước tình hình đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tuần cuối cùng của tháng 5, thị trường ghi nhận thêm nhiều mẫu xe giảm giá ưu đãi khá mạnh. Thời điểm gần cuối tháng 5, có thêm nhiều hãng, đại lý tung ra những gói ưu đãi giảm giá sâu để kích cầu cho những mẫu xe của mình. Trong đó giảm giá mạnh nhất đến 150 triệu đồng là các mẫu xe thuộc thương hiệu Mazda. Toyota cũng được nhiều đại lý áp dụng giảm giá để kích cầu. Mẫu Toyota Corolla Altis hiện đang được ưu đãi khoảng 50 triệu đồng, gồm tiền mặt và quà tặng. Với thương hiệu Honda, các đại lý tiếp tục duy trì mức giảm 130 triệu đồng cho khách mua Honda HR-V và 100 triệu đối với Honda CR-V. Bắt đầu từ đầu năm 2018, khi mức thuế nhập khẩu ô tô từ các nước thuộc khu vực Đông Nam Á vào Việt Nam về mức 0% theo nội dung Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, ATA, đã có rất nhiều mẫu xe nhập khẩu lần lượt đổ bộ về Việt Nam với mức giá rẻ, được khách hàng Việt lựa chọn. Những mẫu xe này thường được nhập trực tiếp từ các thị trường Đông Nam Á như là Indonesia, Thái Lan, như Honda Brio, Toyota Wigo, Mitsubishi X-Trail, Toyota Avanza, Suzuki Ertiga, Mitsubishi Xpander. Honda Việt Nam vừa thông báo triệu hồi trên 1.332 xe Honda SH300i ABS phiên bản dành riêng cho châu Âu, model 2018-2019, được đơn vị này nhập khẩu trực tiếp từ Italy và phân phối tại thị trường Việt Nam. Theo Honda Việt Nam, quy định tại thị trường châu Âu không cần kiểm soát bay hơi nhiên liệu, nên xe đã có thay đổi thiết kế và không trang bị hệ thống bầu lọc hơi xăng canister. Chính vì vậy, những xe được nhập khẩu vào Việt Nam model 2018-2019 kể trên không đáp ứng được yêu cầu về bay hơi nhiên liệu tại Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Mitsubishi Việt Nam vừa có thông báo về việc mở rộng danh sách các xe ảnh hưởng liên quan đến lỗi bơm xăng trên các dòng xe Mitsubishi Outlander do công ty Mitsubishi Việt Nam sản xuất, lắp ráp và phân phối. Theo đó, sẽ có tổng cộng 90 chiếc Mitsubishi Outlander lắp ráp từ ngày 16 tháng 5 năm 2019 đến ngày 23 tháng 7 năm 2019 bị ảnh hưởng. Tất cả các xe Mitsubishi Outlander được lắp ráp sau ngày 23 tháng 7 năm 2019 không thuộc diện ảnh hưởng của chương trình này. Piaggio One, scooter điện thứ hai của Piaggio sắp ra mắt châu Á. One không chỉ là một chiếc xe mà còn là một kết cấu. Piaggio nói rằng kết cấu của One sẽ được sử dụng cho các dung lượng pin khác nhau, từ scooter đến mô tô điện. One sở hữu ngoại hình gọn nhẹ, đồng hồ kỹ thuật số, đèn toàn LED, khởi động nút bấm. Xe có tính năng kết nối với điện thoại thông minh của người lái. Honda vừa ra mắt máy bay cá nhân Honda Z Elite S với nhiều nâng cấp về trang bị công nghệ và an toàn. Honda Z Elite S có trọng lượng cất cánh tốt hơn 90,7 kg, giúp tăng thêm một hành khách cùng hàng hóa có thể chở, đồng thời tầm hoạt động của máy bay sẽ tăng thêm 222 km. Honda Z Elite S được trang bị hai động cơ phản lực GE Honda HF120. Máy bay có phi hành đoàn 1-2 người, sức chứa 7-8 hành khách, trọng lượng cất cánh tối đa 4.945 kg, tốc độ tối đa 782 km/h, tầm bay 2.883 km, trần bay 13.000 m. Honda Jazz Elite S sẽ được chính thức bán ra vào tháng 6 với giá tiêu chuẩn từ 5,4 triệu đô la Mỹ. Rất phổ biến trên thế giới, nhưng tại Việt Nam thì xe thăng bằng chỉ mới trở thành trào lưu những năm gần đây và được các em nhỏ vô cùng yêu thích. Và tại Đà Nẵng cũng có một câu lạc bộ xe thăng bằng chuyên nghiệp như vậy. Ban đầu chỉ là một nhóm khoảng 10 ông bố, bà mẹ có con cùng chung sở thích. Đến nay, câu lạc bộ xe thăng bằng Đà Nẵng đã lên đến hơn 1.000 thành viên. Cho bé chơi xe thăng bằng đang thực sự trở thành một trào lưu tại thành phố này bởi rất nhiều lợi ích. Mình là cho bé chơi một năm nay. Và qua một năm là mình thấy bé thay đổi rất nhiều, thay đổi về thể lực, và bé đã được hòa đồng trước đám đông, mạnh dạn trước đám đông, tự tin trước đám đông và biết cách chia sẻ bạn bè, yêu thương bạn bè nhiều hơn. Mình có hai bé, một bé hiện tại là 5 tuổi và một bé 3 tuổi, thì
hai bé đều tham gia lúc thời điểm là 2 tuổi cả. Thì bé đầu á, thì bạn sinh non nên là bạn hơi bị yếu về phổi á. Nhưng mà khi mà theo bộ môn này á, thì từ đó là sức khỏe bạn cải thiện rất là nhiều. Hai bạn sức khỏe rất là tốt và ít bị đau lặt vặt. Thứ hai là ý chí của các bạn đó nó cũng tốt hơn các bạn khác. Là các bạn luyện tập hàng ngày, từ đó là các bạn vượt lên. Đến với câu lạc bộ, bé nhỏ nhất cũng chỉ mới 2 tuổi. Thế nhưng té ngã đó là điều hết sức bình thường. Các con lại tự tin đứng dậy để tiếp tục đường đua của mình. Còn các bé lớn hơn đã trải qua một thời gian luyện tập thì những màn trình diễn như thế này sẽ khiến cho những ai lần đầu chứng kiến cũng phải tròn mắt. Lúc nãy thì chú thấy hai con chơi xe đạp rất là giỏi, còn đứng một chân trên xe đạp nữa. Vậy thì cho chú hỏi là các con đã tập bộ môn này lâu chưa? Dạ rồi. Bao lâu rồi con? Dạ 2 năm. 2 năm, wow, còn con thì sao? Wow, con tập 2 năm luôn, hèn gì các bạn nào cũng giỏi hết trơn. Vậy thì cho chú hỏi là trong lúc mà các con chơi cái xe đạp thăng bằng như vậy mà còn biểu diễn nữa thì con cảm thấy như thế nào? À, con thấy thích. Còn con thì sao? Dạ, con thấy rất có nhiều và nó giúp cho con mạnh khỏe. Wow, vậy là các bạn vừa thích vừa được gặp bạn bè thầy cô mà còn vừa mạnh khỏe nữa. Vậy thì chú chúc cho hai con sẽ luôn luôn học giỏi và đặc biệt là chơi xe đạp thăng bằng ngày càng giỏi hơn nha. Là những chuyến đi dã ngoại, trải nghiệm cùng chiếc xe đạp vào mỗi dịp cuối tuần. Là sự gắn kết nhiều gia đình xa lạ, nay trở nên gần gũi. Là thử thách của các con còn vươn xa hơn nữa khi được tham gia các cuộc thi đua xe thăng bằng trong nước lẫn quốc tế. Thế nhưng, đối với các ông bố bà mẹ nơi đây, chiến thắng đối với họ không phải là những chiếc huy chương, mà đó là sự tự tin, bản lĩnh, dám vượt qua thử thách của những đứa trẻ. Và quan trọng nhất, đó chính là các con đã được rèn luyện sức khỏe ngay khi còn nhỏ. Chắc hẳn là sau khi xem phóng sự vừa rồi thì những bậc phụ huynh rất là mong muốn cho con em mình tham gia bộ môn này đúng không ạ? Và đối với những đứa trẻ mà chưa từng trải nghiệm bộ môn này thì có khó hay không? Và những bậc phụ huynh thì cần lưu ý những gì? Thì hy vọng những thông tin sau đây sẽ giúp ích cho quý vị. Xe thăng bằng là loại xe hai bánh, được tối giản trong thiết kế, loại bỏ các chi tiết như bàn đạp, xích líp, hạ thấp khung xe, yên xe để giúp trẻ có thể luyện tập kỹ năng quan trọng nhất trong đi xe đạp, đó là tập giữ thăng bằng trên xe. Điều đầu tiên rất quan trọng đó là phải chuẩn bị đồ bảo hộ cho trẻ, gồm mũ bảo hiểm, bọc khuỷu tay, bọc đầu gối, bao tay và trang phục co giãn để trẻ dễ dàng di chuyển. Tiếp theo đó là việc chọn mua xe. Đối với xe thăng bằng thì có rất nhiều loại, thì rất nhiều giá, thì tùy theo gia đình, tùy theo hoàn cảnh thì chúng ta có chọn mức giá. Như giá đầu tiên là chúng ta hiện tại dùng Under là nó giá tầm 790. Có nhiều loại Under nó một gói 1,2 triệu, Under 1,980 triệu, và đổi qua một dòng cao cấp hơn là xe Strider Sport là 2,950 triệu. Tiếp tục đó là một xe cao cấp hơn nữa, đó là Strider Pro tới 3,950 triệu. Đó là những dòng cao cấp. Và những dòng đó thì khi nào mua thì chúng ta sẽ có nguyên bản. Những nguyên bản các bạn đi một lúc thì tới giai đoạn mà các bạn đi nhanh thì chúng ta phải đồ lên. Đồ rất nhiều, những đồ bánh, đồ cổ, đồ yên, để đảm bảo cho các bạn chúng ta trong lúc di chuyển thì có thể là an toàn hơn, bó cua khỏe tẻ hơn, để phù hợp với từng giai đoạn, phù hợp từng lứa tuổi của bé. Lợi ích cho các bạn trong xe này là đầu tiên là các bạn là tránh xa các điện thoại ra, và thứ hai là tăng cường sức khỏe, thứ ba là chúng ta các bạn có thể giữ thăng bằng. Các bạn 4 tuổi, 3 tuổi có thể đi xe đạp được hai bánh, không cần các bánh bên ngoài chúng ta hỗ trợ. Và trong tất cả các hoạt động mà câu lạc bộ thì có các như có chương trình trải nghiệm này, các giải đua để giúp các bạn tự tin hơn trong các hoạt động và tiếp xúc được môi trường bên ngoài và tiếp xúc với tất cả các bạn bè cùng trang lứa và tất cả các bạn khác là chúng ta tới và chúng ta tụ họp lại. Khi đó là tạo một môi trường tuyệt vời hơn và môi trường mở hơn cho các bạn. Chuyên mục xe và gia đình hôm nay hy vọng rằng sẽ mang đến cho quý vị thêm một sự lựa chọn nữa trong việc lựa chọn bộ môn thể thao nào cho các em mình tham gia. Và đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi vào lúc 18:45 tối thứ ba hàng tuần trên kênh VTV8 quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.